Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Cựu chiến binh Thanh Hóa ngày hôm nay, sau phần tin hoạt động hội, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những ghi nhận về tinh thần và thành quả đạt được của những người lính Cụ Hồ trên quê hương cách mạng Thiệu Toán, nơi mà cách đây 79 năm đã diễn ra hội nghị quan trọng quyết định việc phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền vào đêm 18 tháng 8, rạng ngày 19 tháng 8 năm 1945. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chuyên mục. Ban tuyên giáo Trung ương, Hội Cựu chiến binh Việt Nam vừa có văn bản hướng dẫn về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Đại hội thi đua yêu nước Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 7 và kỷ niệm 35 năm ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam mùng 6 tháng 12 năm 1989, mùng 6 tháng 12 năm 2024. Theo đó, Hội Cựu chiến binh Việt Nam sẽ phối hợp với Bộ Quốc phòng tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tổ chức gặp mặt tặng quà của lãnh đạo Đảng, nhà nước với các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, cựu chiến binh, bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, thương binh, thân nhân liệt sĩ đang công tác trong quân đội, đại biểu cấp cao quân đội qua các thời kỳ. Hội Cựu chiến binh cấp tỉnh, thành phố phối hợp tổ chức đoàn thanh niên địa phương, tổ chức các chương trình hoạt động gặp mặt giao lưu, kể chuyện truyền thống, thắp nến tri ân, nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, tiếp tục lan tỏa các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua, cựu chiến binh gương mẫu và các chương trình mục tiêu quốc gia. Vừa qua, Hội Cựu chiến binh thị xã Nghi Sơn tổ chức lễ bàn giao nhà nghĩa tình cựu chiến binh năm 2024 cho gia đình cựu chiến binh Mai Sơn Văn, 73 tuổi, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại thôn Bắc Hải, xã Hải Nhân, thị xã Nghi Sơn. Ngôi nhà của cựu chiến binh Mai Sơn Văn được khởi công từ ngày 14 tháng 4. Sau hơn 2 tháng thi công, ngôi nhà cấp 4 rộng 70m² đã hoàn thành với tổng chi phí gần 300 triệu đồng. Trong đó, nguồn kinh phí do Quỹ hỗ trợ làm nhà nghĩa tình cựu chiến binh của Hội Cựu chiến binh thị xã hỗ trợ 40 triệu đồng, còn lại vốn tự có và vay mượn của gia đình. Việc hỗ trợ làm nhà nghĩa tình cựu chiến binh là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm chăm lo của Hội Cựu chiến binh các cấp tới các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Ngôi nhà nghĩa tình cựu chiến binh là nguồn động viên quan trọng cả về vật chất và tinh thần để hội viên cựu chiến binh vượt qua khó khăn, tạo động lực vươn lên trong cuộc sống. Truyền thống cách mạng luôn là mạch nguồn nội lực của sự đoàn kết, sáng tạo trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương đất nước. Tiếp nối và phát huy truyền thống cách mạng anh hùng, dù ở giai đoạn nào, các cựu chiến binh xã Thiệu Toán, huyện Thiệu Hóa luôn phát huy vai trò gương mẫu đi đầu trong các hoạt động phong trào xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, góp phần cùng với nhân dân trong xã xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp. Xã Thiệu Toán là một trong những chiếc nôi cách mạng của tỉnh Thanh Hóa. Nơi đây có nhiều vị tiền bối sớm giác ngộ cách mạng và đặc biệt ngày 13 tháng 8 năm 1945 tại làng Mao Xá, nay là thôn Toán Tị, đã diễn ra Hội nghị tỉnh ủy Thanh Hóa mở rộng, bàn thống nhất kế hoạch và quyết định phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền toàn tỉnh vào đêm 18, rạng sáng ngày 19 tháng 8 năm 1945. Thắng lợi của cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 ở Thiệu Hóa là thành quả có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong chặng đường đầy hy sinh gian khổ, nhưng cũng hết sức kiên cường của Đảng bộ và nhân dân huyện Thiệu Hóa nói chung và xã Thiệu Toán nói riêng. Tiếp nối truyền thống vẻ vang của quê hương cách mạng, đội ngũ cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân ở xã Thiệu Toán tiếp tục tập trung nhân lực, vật lực để xây dựng quê hương ngày càng đổi mới. Năm 2019, xã Thiệu Toán được công nhận là xã nông thôn mới. Đóng góp vào sự phát triển chung đó, có một phần công sức của các cựu chiến binh. Những người lính đã phát huy vai trò của mình để tạo ra sức lan tỏa các phong trào trong nhân dân, góp phần cùng đảng bộ chính quyền địa phương hoàn thành nhiều tiêu chí quan trọng trên chặng đường xây dựng nông thôn mới. Hội Cựu chiến binh là nòng cốt trong các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới, đã làm tốt các phần việc được giao để chỉnh trang, hiến đất, mở rộng đường và xây dựng phát triển kinh tế xã hội. Từ đó đã đạt được các nhiệm vụ phát triển kinh tế của xã hội và đạt được hàng năm Hội Cựu chiến binh và cũng như các hệ thống chính trị đều trong sạch vững mạnh. Một trong những hoạt động nổi bật của các cựu chiến binh xã Thiệu Toán là đã phát huy vai trò nòng cốt,
là đầu tàu gương mẫu, tham gia và tích cực tuyên truyền vận động gia đình người thân, bà con làng xóm hiến đất, hiến công, hiến của, đồng hành cùng chính quyền xây dựng thành công xã nông thôn mới. Chúng tôi là rất vinh dự, là một quê hương cách mạng, nhưng mà chúng tôi luôn luôn là phải phát huy cái truyền thống của ông cha mình, chứ không hoài cổ. Nếu mà hoài cổ, thiệu toán bây giờ không bao giờ được như thế. Mà nhất là cái lực lượng cựu chiến binh, ở thời kỳ nào là cũng được nhân dân, nghĩa là rất tôn trọng. Ngay như bây giờ thực hiện cái xây dựng nông thôn mới, bây giờ cái người mà thực hiện cái hiến đất để mở đường thì cũng là cựu chiến binh, phải đạt đến 80% cái diện tích mà cần phải hiến đất thì nó mới trở thành một cái phong trào mạnh như thế. Đến nay, hội viên hội cựu chiến binh trong xã đã có 36 hộ gia đình tự nguyện hiến 486 m vuông đất mở rộng đường giao thông. Nhiều gia đình hội viên đã ủng hộ trên 10 triệu đồng ngày công và tiền của để xây dựng cơ sở vật chất cho nhà văn hóa, xây dựng tủ sách pháp luật, ươm trồng được 36.000 cây mắt ngọc để cung cấp cho các thôn trồng trên tất cả các tuyến đường của thôn xã, tổ chức quét vôi ve trên 1.600 mét tường trên các tuyến đường trục chính. Không chỉ hăng hái trong tham gia xây dựng nông thôn mới, cán bộ hội viên cựu chiến binh xã Đông Quang còn nhiệt tình giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm tốt công tác nghĩa tình. Bằng ý chí tự lực tự cường, tinh thần vượt khó, các hội viên hội cựu chiến binh xã Thiệu Toán đã xây dựng nhiều mô hình phát triển sản xuất kinh doanh có hiệu quả kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo và tạo được nhiều việc làm cho người dân tại địa phương như mô hình chăn nuôi vịt, cá, gia trại tổng hợp, trồng cây dưa chuột, mía đường, nuôi cá kết hợp trồng sen. Trong đó, mô hình kinh tế gia trại của gia đình cựu chiến binh Trương Văn Khoa ở thôn Toán Thành, xã Thiệu Toán là một trong những mô hình thể hiện tinh thần, ý chí của người lính Cụ Hồ, người con của vùng quê cách mạng luôn nỗ lực chiến thắng mọi khó khăn để thực hiện bằng được mục tiêu phát triển kinh tế và khai thác thế mạnh đồng đất của quê hương. Nên chủ là sau cái cơ chế lại cái khoán sản đến tận họ đi rồi thì bà con nhân dân ta làm ở đây sau máy móc cơ giới hóa hiện đại hóa đất nước thì đưa đến nhưng máy không xuống đây được. Thế bà con tôi bỏ hết. Tôi nghĩ cha ông thì nói có câu là đất đất tất vàng thì tôi xác định là mình người địa phương đây mà để mình lấy đất hoang nên không nên khả năng là cái tầm nhìn mình có thể mình cố gắng khắc phục làm được. Thì tôi ra tôi nhận đây thì trong quá trình nhận đây thì cũng gặp nhiều cái khó khăn. Thế nhưng rồi cứ đào lên rồi lại hắn lại lỡ xuống thì đào lên lỡ xuống chăn nuôi mãi nấy năm nay từ năm 16 đến nay là giờ mới được cái cơ ngơi như thế này đó. Từ phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu giúp nhau xóa đói giảm nghèo, đã có nhiều hội viên hội cựu chiến binh xã Thiệu Toán trở thành các chủ trang trại, chủ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả, hàng năm cho doanh thu từ 150 đến 300 triệu đồng. Từ đây, chất lượng đời sống tinh thần của hội viên ngày càng được nâng lên, giảm tỷ lệ hộ gia đình cựu chiến binh cận nghèo toàn xã từ 1,4% năm 2019 xuống còn 0,1% năm 2023. Và đến nay, hội cựu chiến binh của xã Thiệu Toán đã không còn hội viên thuộc hộ nghèo. Tỷ lệ hội cựu chiến binh khá và giàu từ 58% năm 2019 lên 65% trong năm 2023. Diện mạo quê hương ngày càng đổi mới, đời sống nhân dân ngày một được nâng lên, tiếp tục là tiền đề để Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Thiệu Toán, trong đó có tiếp tục thực hiện và hoàn thành các tiêu chí để xây dựng thành công xã đạt nông thôn mới nâng cao. Chúng tôi sẽ tiếp tục vận động cán bộ hội viên, cựu chiến binh trong toàn xã, gương mẫu đi đầu cho các phong trào, vận động hội viên tích cực làm kinh tế ruộng, vận động hội viên xóa đói giảm nghèo, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nhà xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao trong tuần tháng 10 năm 2024 này. Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, các hội viên hội cựu chiến binh xã Thiệu Toán, huyện Thiệu Hóa quyết tâm cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong xã xây dựng và hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, hướng tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới thông minh. Qua đó, tiếp tục tô đẹp thêm hình ảnh người lính bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Chuyên mục cựu chiến binh Thanh Hóa xin tạm dừng tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.